Xin chào các bạn, đây là bình rượu ổi của mình nhé. Đấy, ổi là ổi đào. Thế nhưng mà đây là cái bình mình, cái rượu này nó là rượu hai rồi. Thế nên là tuy rằng mình ngâm ít thôi nhưng mà cái màu của nó cũng không được đỏ cho lắm. Và khi uống thì rượu nó sẽ nhạt các bạn ạ. Nên mình ngâm từ hồi tháng 3. Tháng 4 âm lịch thì mình đã uống một nước đầu rồi. Và đây là đợt thứ hai. Thế và cái nước đầu thì nó như thế này đây các bạn. Cái nước rượu đầu á thì nó đỏ như thế này. Khi mình uống và mình chát ra để mình uống và chát hết ra xong mình mới cho cái nước rượu hai vào và nước rượu hai mình ngâm đây thì nó lại như thế này đấy các bạn. Thế nên là bây giờ mình chia sẻ với các bạn một cách để làm sao cho rượu của chúng ta vừa thơm vừa ngon vừa ngọt, không kém gì cái rượu đầu đấy nhá. Đấy các bạn nhé. Cái là thứ hai mình làm theo cách này thì nó cũng không kém gì cái phần nước rượu của cái rượu đầu này này. Và các bạn có phát hiện đây là cây gì không? Ở vùng các bạn có không ạ? Đây chính là cây mía tím các bạn nhé. Đó, mình mua một vác mía, một bó mía, không phải mía của nhà mà mình đi mua các bạn ạ. Mình mua về để mình ăn. Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách làm sao cho rượu ổi của chúng ta nó vừa thơm vừa ngon vừa ngọt. Nước thứ hai ngon và như nước thứ nhất và hoặc là ngon hơn đấy nhé các bạn nhé. Đó là mình dùng cái cây mía như thế này. Và đây mía mình đã róc bỏ vỏ rồi nhé các bạn nhé. Các bạn hãy róc bỏ cái vỏ đi. Xong rồi các bạn hãy tiễn ra cho mình nhé. Và các bạn nhé, các bạn lưu ý cho mình, nếu như thời gian các bạn ngâm mà khoảng độ từ 1 tháng 2 tháng trở đi các bạn mới sử dụng ạ thì các bạn hãy cắt mẩu mía nó to, không cần phải cắt mỏng nhỏ như thế này. Nếu như mà như của mình hôm nay là 15 tháng 12 âm lịch rồi thì mình cho vào để đến Tết dương lịch, Tết âm lịch mình uống nhé. Thì còn nửa tháng nữa thôi, thế nên là mình phải cắt mỏng, cắt nhỏ như thế này thì để cho nó dễ ngấm nhé các bạn nhé. Và cái bình rượu của chúng ta là các bạn hãy mở nó ra và các bạn cho vào cùng với lại ổi nhé các bạn nhé. Đấy, ổi là ổi ổi đào của mình nhá, mình ngâm vào. Bây giờ là mình cho cái rượu này vào này, cho cái mía này vào này. Đấy, các bạn cứ ngâm ngâm chung. Đấy, đây là cái bình này của mình là nó chỉ còn khoảng độ 2 lít rưỡi rượu thôi, thì các bạn cho khoảng độ 3 lạng mía róc rồi nhé các bạn nhé, róc cắt khúc rồi ạ, khoảng 3 lạng 300 g. Còn nếu mà các bạn ngâm đầy bình, ngâm nhiều á thì các bạn hãy cho nhiều, cứ bình quân 1 lít rượu tương đương với lại 1 lạng mía nhé, 100 g các bạn nhé, 100 g mía róc rồi ấy. Đó các bạn ạ, đây là rượu ổi nước 1 và đây là rượu ổi nước 2 các bạn nhé. Thì là mình bây giờ mình sẽ cho thêm mía vào. Thì cái mía này á là nó không tạo màu đâu, nó không tạo được màu như cái ổi nước 1 này đâu. Thế nhưng mà cái vị ngọt của nó là sẽ ngọt và nó thơm. Đấy, khi mình ngâm cái lượt đầu tiên á là mình không cho đường phèn mà cũng không cho đường cát nhé các bạn nhé. Mình chỉ ngâm nguyên ổi thôi thì khi uống là ai cũng bảo là rất là ngon, vừa nó vẫn có cái vị hăng hăng của rượu chứ nó không quá ngọt. Chứ còn nếu mà các bạn cho mật ong hay hoặc là các bạn cho đường phèn vào á thì nó ngọt quá thì nó lại không ngon. Thế thì đến bây giờ cái nước hai này của mình á là cái rượu của nó đã phai, cái ổi của nó đã phai ra rồi. Thế thì bây giờ mình lại cho thêm ít mía này vào và các bạn ngâm cho mình thì sau này là các bạn uống nó lại có cái vị vừa ngọt ngọt lại vừa thơm mùi mía nhé các bạn nhé. Và các bạn bì cho mình này hai cái rượu rượu 1 và rượu 2. Cái rượu nước 2 này thì mình cũng đã ngâm được khoảng độ 3 tháng rồi các bạn ạ. Mình đã ngâm được 3 tháng rồi. Còn cái này là mình ngâm được 5 6 tháng gì đấy thì là mình cũng vớt ra. Thế chắt ra xong mình mới lại cho
cái nước khai này vào. Thế nhưng mà mặc dù là ngâm lâu thì có bao nhiêu cái hồng hồng đỏ đỏ là nó ra cái rượu nước một này rồi các bạn ạ. Đấy, và bây giờ mình cho mía vào mình ngâm. Các bạn nhớ nhé, các bạn ngâm rượu ổi các bạn đừng nên cho đường phèn mà cũng đừng nên cho mật ong nhé các bạn nhé. Nếu các bạn cho đường phèn cho mật ong vào thì cái nước đầu tiên của chúng ta, cái ổi nó phai ra nữa thì nó uống nó như nước đường luôn, nó không có một chút vị gì của rượu hết cả. Thế nên là cái nước hai này thì mong các bạn là hãy cho thêm vài khẩu mía vào cho mình. Nếu mà các bạn ngâm lâu thì các bạn hãy cắt mía khẩu to. Còn mình đây ngâm chóng còn nửa tháng nữa thôi mình uống thì là mình cho mía khẩu nhỏ, khẩu ngắn vào để uống cho nó nhanh ngấm nhé các bạn nhé. Và trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách làm cho rượu ổi nước 2 ngọt như nước 1, ngon hơn nước 1. Xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.